Sáng ngày 21 tháng 6, trên sân Mercedes-Benz, Messi đã góp mặt trong đội hình xuất phát của Argentina trong trận khai mạc Copa America 2024 gặp Canada. Đây là trận đấu thứ 35 của Messi tại Copa America, giúp anh trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại giải đấu này, vượt qua kỷ lục 34 trận trước đó của huyền thoại Sergio Livingstone. Không chỉ vậy, Messi còn lập kỷ lục là cầu thủ Argentina đầu tiên tham dự 7 kỳ Copa America. Trong 6 lần tham dự trước, Messi đã cùng Argentina giành chức vô địch vào năm 2021. Hiện tại, Messi đang chia sẻ vị trí thứ tư trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất Copa America với 13 bàn thắng, ngang bằng với nhiều huyền thoại khác như Ademir, Gabriel Batistuta, Zé, José Manuel Moreno và Hector Scaron. Sau đó, Argentina cũng thành công giành thắng lợi 2-0 trong trận mở màn Copa trước đội chủ nhà Canada. Những khoảnh khắc tỏa sáng của Alvarez và Lautaro đã giúp họ rời sân với 3 điểm. Ở vòng chung kết Euro, trong trận đấu quan trọng quyết định tấm vé vào vòng 1/8, Đan Mạch và Anh đã công hiến một trận cầu kịch tính. Đan Mạch nhập cuộc nhanh chóng nhưng Anh lại bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 18 nhờ pha dứt điểm cận thành của Kane sau sai lầm của Christiansen. Tuy nhiên, Đan Mạch đã nhanh chóng gỡ hòa ở phút 34 với cú sút xa đẹp bắt của Newman. Sang hiệp 2, Anh đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, mỗi đội giành được 1 điểm. Sau 2 vòng đấu, Anh dẫn đầu bảng C với 4 điểm, tiếp theo là Slovenia và Đan Mạch cùng có 2 điểm, Serbia đứng cuối bảng với 1 điểm. Ở lượt trận cuối, Anh sẽ đối đầu với Slovenia, trong khi Đan Mạch sẽ gặp Serbia. Trong khi đó, trận cầu tâm điểm giữa Tây Ban Nha và Italia tại vòng bảng Euro 2024 đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Với sự áp đảo trong suốt trận đấu, Tây Ban Nha đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 55 nhờ pha phản lưới nhà của Calafiori sau cú đánh đầu của Morata. Mặc dù cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi Italia đứng thứ 2 với 3 điểm. Ở lượt trận cuối, Tây Ban Nha sẽ gặp Albania và Italy sẽ đối đầu với Croatia để tranh vé đi tiếp.